Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh chơi game online, và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một số những cái tựa game rất là thú vị ngay trên cái nền tảng web của chúng ta nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với game đua xe. Ở đây có rất nhiều các cửa hải cho các bạn trải nghiệm, hoặc là chúng ta có rất nhiều các loại xe khác nhau ở đây. Đấy, các bạn có thể chọn chọn hai loại này nhé. Còn những cái loại xe ở dưới này, chúng ta sẽ phải chơi, chúng ta sẽ kiếm tiền, và chúng ta sẽ mua những cái loại xe đấy. Ok, bây giờ mình đã chọn xong cái xe này, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đấy, chúng ta có thể nâng cấp về tốc độ, nâng cấp về những cái gì đây, cái độ bám sát mặt đường hả. Đây là chọn màu nhé các bạn, chọn màu này. Đây, chọn màu đỏ chẳng hạn. Chúng ta sẽ nhấn nút Next. Lựa chọn cửa ải chúng ta chơi. Rồi, mình chọn cửa ải đầu tiên đi. Đó, xem nào. Nút sang phải chúng ta sẽ điều di chuyển sang nhé. Có cả nhảy đây các bạn. Đó. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển ăn vàng này. Đấy, ăn vàng đấy. Ok, xuôi dốc. Xuôi dốc thì phanh lại một chút. Phanh lại một chút này. Đây. Phanh bằng nút phanh bằng nút sang trái nhé các bạn. Nút sang trái chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta phanh xe lại. Chúng ta không nên đi nhanh quá. Nếu mà đi nhanh quá thì rất dễ dẫn đến tình trạng là mất thăng bằng và bị lộn xe. Ok. Rồi, thu thập được 12 vàng rồi. Cái vàng này chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta mua những cái loại xe. Những loại xe mới, hoặc là chúng ta nâng cấp. Đấy, nâng cấp xe cho nó đi nhanh hơn. Nó đi cân bằng hơn. Ok, tiếp tục đoạn đường của cái chặng 1 này khá là dài. Rồi, như vậy là chúng ta đã về đích. Chúng ta đã vượt qua chiến thắng cái ải đầu tiên này. Chơi tiếp ải thứ 2. Vào ải thứ 2 luôn này. Đây, chúng ta sẽ chơi test thử những cái game đua này rất là thú vị. Rồi, các bạn thấy là đường đua của game này nó cũng khá là đơn giản. Có lẽ là vì là những cái cửa ải đầu tiên này nó cũng dễ thôi, nên là đường đua nó khá là đơn giản. Đấy, các bạn thấy là xe có thể mất thăng bằng và bị lật. Nếu mà bị lật là chúng ta sẽ bị thua nhé. Ok, rồi các bạn có thể vào đây để chúng ta sẽ cùng trải nghiệm game đua xe này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.